Gần đây, ngày càng có rất nhiều bài tiểu luận của học viên tiểu học đăng tải mạng anh nhận được không ít comment của cư dân mạng. Thoát ra ngoài văn mẫu, đây đều là các chiếc nhìn rất chân thực về cuộc sống đời thường của những đứa trẻ. Do đó nó khiến cho người đọc thấy yêu thích cũng tương tự có rất nhiều suy ngẫm. Mới đây, một bài luận của một học viên tiểu học ở Đài Loan, Trung Quốc đã gây được tiếng vang với cư dân mạng. Với đề bài cuộc sống của bạn, cậu nhỏ bé đã khiến cho người lớn giật mình khi cho thấy được sự bất lực của chính đứa trẻ trong cuộc sống đời thường hiện đại. Cư dân mạng cũng rất yêu thích với những cảm xúc như thực mà bài luận mang đến. Bài văn thăng giảng về cuộc sống đời thường được 98 điểm. Những câu văn trong bài luận bày tỏ rằng cuộc sống đời thường y hệt như tù đầy, con người không tồn tại hòa bình như những con vật. Và thực ra rằng chúng ta dường như đã biết thành giới hạn bởi thời gian, anh cái gọi là nhà chỉ là một chiếc lồng. Ngoài ra, cậu nhỏ bé cũng viết, tôi y hệt như một con robot ăn đô cuối tuần. Mọi thứ đều được lập trình. Đôi khi tôi nghĩ, mỗi người thật nhàm chán như vậy nào. Đến trường là để viết bài tập về nhà, có gì mê hoặc để học. Ngay cả những con chó cũng thoải mái hơn con người. Chó hoàn toàn có thể đi du ngoạn nước ngoài, đi ô tô sang trọng. Bài viết này không chỉ là giành được sự chú ý của cư dân mạng, mà ngay đến những review tiếp đến của giáo viên cũng khá được mỗi người đánh giá cao. Sau khi đọc nội dung bài viết này, giáo viên review: những lời phàn nàn của em cũng rất hợp lý, nhưng trong một cuộc sống đời thường nặng nề, em luôn luôn hoàn toàn có thể tìm thấy nụ cười cho chính mình. Khi em còn trẻ, em hoàn toàn có thể học những tài năng để khi lớn lên sẽ sở hữu khả năng vượt qua thế giới. Những đứa trẻ cần phải có một tuổi thơ đúng nghĩa. Có thể thấy, thầy giáo là người rất tư tưởng, anh biết động viên học viên. Khi thấy học viên trẻ than phiền, thay vì tức giận, chỉ trích đã đề ra những khuyến nghị hết sức thấu đáo, giúp học viên lấy lại động lực để tiến lên trong cuộc sống đời thường. Rõ ràng trong cuộc sống đời thường hiện đại, những đứa trẻ cũng có rất nhiều áp lực. Do đó, cha mẹ anh thầy cô cần phải có sự quan tâm, hướng dẫn tránh những suy nghĩ tiêu cực tác động tới tương lai của đứa trẻ. Hãy cùng con sát cánh trong cuộc sống đời thường để mỗi ngày đều là một ngày đáng sống.